Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em ha. Clip này là clip thứ tư nha anh em. Đó, thì em sẽ được hai số ha. Vì mấy cái mũi khoan khoét lỗ ha anh em. Đó, thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn anh em nào nhận hàng, anh em nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, đầu tiên là hai ống này ha. Hai mũi này ha, bán 250 nha anh em. Đó. Mũi này thì mũi 55 ha, đó, tháp hợp kim, nhưng mà nó bị mẻ xíu một cái mắt hợp kim này anh em ha. Thì em nghĩ thì nó cũng không thành vấn đề đâu, nó chỉ có một mắt một thôi ha. Đó, ống này ống 55 anh em, nhưng mà mình có thể đổi đầu lại nè, đó, đầu này ha, còn đầu này nha, còn cái đầu này ha, đổi đầu lại, đầu ngoài trong này nó không có mẻ ha. Rồi, cái này ống 30 ha. Ống 35 nha anh em. Hai cái này bán giá 250 anh em. 250 ha, chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi, còn cái này mũi khoét nè. Em bán giá 150 nha anh em. Cái này thì khoét thường ha. Này thì cũng thường luôn ha. Cái này thì này chắc ống 35 nè, cái này 21 19 gì nè ha. Này thì còn mũi định tâm, còn này nó bị gãy mũi định tâm mà. Rồi, ống này 55 nha anh em, ống này thì hợp kim luôn nha. Hợp kim ha, ngoại hình nè. Rồi, cái này khoét thạch cao anh em, đó. Thì số 2 bán giá 150 ha, anh em mà chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Rồi, em xin kết thúc clip nha anh em.